Alo, xin chào các bác. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bác hai cái vòng trầm hương hàng tự nhiên núi rừng Khánh Hòa, Nha Trang. Thì đây trên màn hình các bác đang nhìn thấy hai cái vòng gần như là giống nhau và dáng kiểu dáng của nó là tự nhiên các bác nha. Hai cái vòng này thì nó kiểu thuộc kiểu là đốt trúc không giống ai, dáng tự nhiên. Trầm hương Khánh Hòa, Nha Trang, hàng dục giáp, trầm tự nhiên 100% các bác nha. Thì cái hàng này size của nó từ 10 ni, 11 ni, 12 ni, nó không không có size cố định. Đây nó tùy những cái hạt to hạt bé này, từ những cái viên trầm, cái cành, cái cục trầm người ta cắt ra. Người ta không tiện đi một tí gì, vì là tiện đi thì sợ nó phí trầm ấy, nên là người ta cứ cắt ra, người ta đục nỗ, mình đục nỗ mình xỏ thành vòng thôi. Vì hàng này nó rất là quý và hiếm cho nên là nó giá trị cao, không không tiện đi, không cắt đi một một chút nào luôn. Từ những cái cục trầm, mẩu trầm mình, người ta thợ người ta đi rừng người ta làm được ấy, thì mua về và cắt ra tạo thành những cái vòng như này. Và một cái vòng như này không phải một ngày hai ngày mà mua mà có đâu, phải nhiều lúc phải sưu tầm rất là lâu mới hoàn thiện thành một cái vòng được các bác nhé. Ví dụ một người ta mua đi, người ta chỉ mua được một ít thôi, người ta chỉ làm được một, người ta chỉ có một mẫu thôi, thì tôi cũng phải mua mua xong về tích góp vào đấy. Ở cái này, vòng này là làm trong 3 tháng, làm trong 3 tháng các bác nhá. Mua tích cóp làm trong 3 tháng mới ra được cái sản phẩm vòng đeo tay này. Chứ không phải là một phát mà mình mua phát được ngay, mua cái vòng được ngay đâu. Để làm ra cái vòng được ngay đâu nhá. Không có. Ít lắm. Một mua theo lô ít lắm. Thì có cái gì tôi cứ nói đây. Rồi đây tôi quay lại với các bác trong video trầm hương này. Thì vừa có ông anh ở trên Hà Nội anh gọi muốn tôi tư vấn anh ấy mua cái bức hoàng đàn, anh ấy mua ở cửa hàng ở trên đấy, thì anh ấy muốn là tư vấn tôi xem qua cho anh ấy là xem là có phải hàng hoàng đàn thật không, lạng sơn thật không. Thì tôi bảo anh ấy chỉ cần chụp ảnh cho tôi qua gửi tôi là tôi nhìn là biết là hoàng đàn chuẩn hay không. Thôi được, quay lại với các bác hai cái vòng trầm hương Nha Trang, Khánh Hòa, hàng núi rừng, hàng dục giác này. Thì cái mùi thơm của nó này đặc trưng rồi, thì khỏi bàn về mùi thơm luôn. Bảo hành mùi thơm trọn đời vĩnh cửu. Và hàng này thì nếu các bác dùng ấy, các bác muốn bán lại ấy, thì là tôi vẫn mua lại nhé các bác nha. Hàng này thì nó hàng để hàng dùng qua thế kỷ luôn. Qua đời này sang đời khác vẫn ok, vẫn được nhé các bác nha. Hàng này nó là hàng giá trị cao và hàng nó vĩnh cửu nên là các bác hoàn toàn là yên tâm. Nếu các bác mua mà muốn bán lại thì tôi vẫn có thể mua cái giá bán lại cho các bác được. Đó. Rất là ok nhá. Mua lại với cái giá bán lại của các bác muốn bán lại hoặc là các bác có trầm ấy. Trầm nhưng mà các bác phải phải, phải biết về trầm cơ, về hiểu về trầm. Bác nào mà hiểu về trầm, anh có anh em nào ở trong các tỉnh như là Quảng Nam đấy, Quảng Nam rồi thì Huế, Đà Nẵng đấy, các nơi Nha Trang đấy, Khánh Hòa đấy, thì anh em nào mà biết ra muốn giao lưu về trầm hương thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi, anh em có thể giao lưu. Và biết đâu đấy anh em lại được giao lưu những cái món hàng tốt, món hàng mà ok, chuẩn thì tôi vẫn giao lưu nhé. Vì là anh em ở trong Đà Nẵng cũng như Quảng Nam rồi thì Khánh Hòa cũng rất là nhiều à. Đó thì anh em có thể liên hệ số điện thoại, hai số điện thoại này của tôi. Mùi hương cũng như là chất gỗ cũng như là cái giá trị phong thủy rồi thì vòng trầm hương tự nhiên là cam kết 100% các bác nhé, cho các bác đi kiểm định luôn. Đây, anh ấy là gọi lại đấy.
Làm quay buổi trưa này nhiều người gọi điện quá, nó hơi gián đoạn thì các bác thông cảm nha. Buổi trưa là rất là nhiều khách gọi. Chắc buổi trưa các bác ấy nghỉ nghỉ làm ra, các bác ấy được nghỉ trưa. Chắc từ 12 giờ đến 1 giờ 1 rưỡi là được nghỉ trưa, là các bác ấy xem rồi các bác ấy gọi điện tầm này. Nó hơi bận rộn buổi trưa một chút. Đây tôi giới thiệu tiếp cái vòng thứ hai, vòng trầm hương Khánh Hòa dục giác. Hàng là tự nhiên núi rừng các bác nha. Cái hàng này thì kích thước hạt thì nó tầm 9 đến 10, 11, 12, 13. Nhưng mà tùy từng hạt, không 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 có kích thước cố định được. Nó không giống nhau. Đó thì các bác các bác có thể nhìn. Đây được quay cận cảnh cho các bác xem này. Cận cảnh cái trầm hương sứa dầu này. Các bác nhìn qua như này các bác phân biệt được luôn, nhìn qua mắt thường là các bác biết luôn hàng trầm trầm thật, trầm tự nhiên, trầm núi là nó như thế này. Nó phải xù xì nó như thế này nó mới là hàng chuẩn. Còn hàng mượt mà, hàng đẹp thì ít ạ. Chủ yếu có hàng như thế này thôi. Còn nếu mà hàng đẹp chủ yếu là hàng hàng tiện tròn, hoặc là chủ yếu là hàng hàng trúc đẹp đấy, thì cái loại đấy là hàng rẻ tiền, hàng trồng. Một là hàng trồng, hai là hàng nấu dầu ép dầu. Đây các bạn này. Và bây giờ nó cũng nhiều người ta, đơn vị người ta cũng làm hàng hàng kiểu trồng nhưng mà dáng lại dáng tự nhiên xù xì như này, nhưng mà nó không được tự nhiên như này đâu, nó gần như là bàn tay con người tạo ra mà, cho nên là nó nhìn phát mình có thể phát hiện được ngay dáng kiểu dáng tự nhiên đó. Còn cái này là mình nhìn là mình biết ngay là hàng tự nhiên này, nó đầu mấu rồi thì nỗ đó. Cái vân dầu này đó các bác nhá. Cái này có cân nhá, cân lên bao nhiêu gram, bao nhiêu gram này. Tôi cân sợi đầu tiên là 7 gram mốt này. Đó, cân điện tử chuẩn chính xác 100% 7 gram đó, sợi này 7 gram, sợi này nặng hơn sợi này 8 gram 8, gần 9 gram đó. Thì cái sợi này sẽ đắt hơn nhé các bác nhá, nó nhiều gram hơn mà, 8 gram 7, 8 gram 8 này đó, nó chênh nhau, nó chênh cân điện tử mà. Độ chính xác rất cao đó các bạn. Hai sợi này thì sợi này nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn một chút so với cái sợi này. Sợi này thì hàng các bác nhìn nó đen nhỉ, nó đen nhiều tinh dầu, nó nặng hơn sợi này. Sợi này thì nó nhẹ hơn. Dầu nó bóng loáng luôn. Đó. Dầu nó ra càng đeo nó càng bóng các bác nha. Riêng cái hàng này càng đeo càng thơm, càng vào nước càng thơm càng bóng luôn. Bảo hành luôn cho các bác luôn. Tôi đang tìm săn lùng cái hàng này mà làm hàng mà bán thì cũng khó lắm. Nhiều người đặt hàng mà không có đâu. Nhiều người kêu bảo mua hàng nhưng mà có đâu. Xong lại còn bảo hàng tiện hạt đấy chứ. Hàng tiện hạt được, tiện hạt tròn được thì vất đi nhiều mà nó giá đội lên gấp 2 gấp 3 lần, các bác mua làm sao được. Rất là khó mua. Nhiều người nói ra cái giá ra mà im luôn. Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em nói giá. Đó. Rồi, cũng clip này thì cũng khá là chi tiết về hai cái vòng trầm hương dục giác hàng Khánh Hòa Nha Trang này. Thì các bác nào muốn sở hữu một trong hai
Cái vòng này thì các bác có thể alo trực tiếp hoặc là đến cửa hàng tại Sài Gòn, cơ sở tại Sài Gòn 244 trên 31 Dương Đình Hội, quận 9 để xem trực tiếp hàng luôn. Tôi hiện tại thì đang ở trong này, chắc phải đến Tết thì tôi giáp Tết thì tôi mới về ngoài Bắc được. Về ngoài đây ăn Tết xong qua Tết lại chơi xong, chán chê ngoài đấy rồi bắt đầu mới vào trong này. Tiếp tục làm cơ sở trong này. Vì cơ sở trong này thì nó còn non trẻ lắm, còn mới lắm. Nên là nó có chưa chưa có gọi là chuyên nghiệp, được chuyên nghiệp hóa thì tôi sẽ chuyên nghiệp hóa dần dần, hy vọng là sang năm sau là sẽ phục vụ các bác chuyên nghiệp hóa hơn nhé các bác nha, hết sức các bác hết sức thông cảm nha. Còn ở ngoài Hải Phòng thì đã gần như là chuyên nghiệp rồi, cái cửa hàng ngoài đấy là đã có các bạn đây phục vụ các bác chuyên nghiệp rồi, có đầy đủ tiện ích rồi thì hộp nung các thứ trong này cũng đã có hộp rồi, nhưng mà nói chung là nó còn non trẻ nên là không thể xíu thiếu cái sơ sót được, thì các bác cũng hết sức thông cảm nhé. Đó rồi, xin chào các bác nha, hai cái vòng này tôi sẽ cất riêng để riêng rồi, cảm ơn các bác, xin chào.